Gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2017. Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu hai pho tượng bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Lào và Gia Lai. Hai pho tượng này có kích thước là ông đứng là cao từ dưới chân đến đỉnh đầu là 81 phân và chiều rộng nhất là 44 phân và chiều sâu là 40 phân. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gỗ hương đỏ của Gia Lai và một pho ông tượng ông Phúc đông con nhiều cháu là được làm bằng chất liệu gốc cây gỗ hương đỏ của Lào, vô cùng giá trị và quý hiếm. Toàn bộ hai cái sản phẩm trên mà quý vị đang xem là đều được đục chạm hoàn toàn thủ công bằng tay và đã được những nghệ nhân tay nghề cao của đồ gỗ Thanh Luân chế tác và tạo nên một cái tác phẩm nghệ thuật vô cùng độc đáo như thế này. À, pho đứng này, chúng tôi có hai pho, một pho đứng và một pho ngồi. Chúng tôi sẽ không đánh số. Pho đứng này là gồm có 3 đồng tử, một ông Phúc và 3 đồng tử cầm khánh tiền, vô cùng là sinh động và bắt mắt. Riêng cái chất liệu gỗ hương đỏ của Gia Lai này, chúng tôi chọn là cái khúc gỗ này là vân nu rất là đẹp, toàn bộ vân gỗ như là gỗ xưa. Vân nu tầm rất là đỉnh cao và đã được hoàn thiện là PU bóng mờ rất là đặc sắc. Riêng một pho tượng này ước tính nặng tầm độ khoảng 40 cân. Pho tượng đứng này ước tính là chúng tôi chưa cân đâu, nhưng mà nó còn nặng tầm 40 cân. Vân gỗ thì vô cùng đẹp. Hùng ơi, lấy cái cục phấn ra ngoài ra đây. Đấy, bẻ một cục nhỏ thôi. Và ông Phúc bên cạnh này là ông ngồi. Chúng tôi chế tác từ một gốc cây gỗ hương. Gốc cây này rất là to, chiều rộng nhất là 90 phân và chiều sâu là 70 phân. Và chiều cao từ mặt đất đến đỉnh đầu là 81 phân. Được làm chất liệu gỗ hương đỏ của Gia Lai và hương đỏ của Lào. Chất gỗ vô cùng là đỉnh cao và đặc sắc. Một ông tượng đứng này là chất liệu của hương của Gia Lai và ông ngồi là chất liệu của hương đỏ Lào, đều quý hiếm như nhau, vô cùng giá trị. Và chúng tôi sẽ tiện ghi luôn kích thước vào đây cho khách dễ hình dung và dễ gọi. Hôm nay là 29 tháng 8 năm 2017. Và ông này là chiều ngang là 45, chiều rộng đấy 45, chiều sâu 40 và chiều cao là 81. Ước tính nặng độ khoảng 40 cân. Quý khách hàng có nhu cầu rước ông một trong hai ông tượng, ông Phúc đông con nhiều cháu về liên hệ trực tiếp với Thanh Luân chúng tôi qua số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110389. Riêng cái pho ông ngồi này ước tính nặng tầm được khoảng trên một tạ, phải 4-5 người mới khênh được ông tượng này, rất là nặng. Toàn bộ được làm bằng chất liệu gốc cây gỗ hương đỏ, vô cùng là đỉnh cao. Thì tôi sẽ quay lại một lượt vòng tròn. Đằng sau nó là một gốc cây gỗ hương vô cùng quý hiếm và to, rất nặng. Ở bên trong này chúng tôi làm thành như cái hang núi rất là đẹp. Và ông Phúc này là gồm có 4-6 đồng tử, đông con nhiều cháu. Ở bên này có 6 tử này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, và 6 đồng tử. Và bên trong này là các cái đồng tiền vàng đã được những bàn tay thợ lành nghề của Thanh Luân chúng tôi chế tác rất là có hồn, toàn bộ là liền khối 100%. Mà bên này là các cái bậc thang để đi lên cái phần trên này. Đấy, các đồng tử bám cái túi tiền rất là đẹp và ý nghĩa. Ở nhà quý khách nào mà rộng mà rước ông Phụng đông con nhà cháu này về để trong phòng khách thì rất là sang trọng và đẹp. Hoàn toàn được làm chất liệu gỗ quý hiếm thuộc bậc nhất bây giờ, nhóm 1A, gỗ hương đỏ của Lào và của Gia Lai. Toàn bộ là được làm từ những cái phần gốc cây, trên là chất gỗ rất là đanh và lặng. Và cái riêng cái phần ống đứng này trông rất là có hồn, rất đẹp, được làm chất liệu gỗ nu hương, vân gỗ
vân gỗ nó tăm lu rất là đẹp rồi, hiếm có tìm để chọn cái cây gỗ nó vân đẹp như thế này. Ở video clip quý vị đang xem đây được chúng tôi quay trực tiếp tại đồ gỗ Thanh Luân, cơ sở 2, số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và ấn tượng là đằng sau cũng rất đẹp. Nếu khách hàng nào có nhu cầu muốn sở hữu liên hệ trực tiếp với Thành Luân để chúng tôi gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, Viber, hình ảnh chi tiết và sắc nét đầy đủ hơn. Ông phong đứng này gồm có 3 đồng từ chúc phúc rất là đẹp. Riêng cái ông ngồi là có cái độ nặng rất là nặng, nó tầm khoảng trên một tạ, trên dưới một tạ, rất nặng, 4 người thật khỏe mới khênh được. Ông nào cười cũng tươi, thế ngồi rất là thư thái. Riêng cái phần bụng nó chọn cái vân gỗ này rất là đẹp, xoáy tít đây. Và đã được hoàn thiện tu bóng mờ, vô cùng là đỉnh cao. Thầy Luân xin tạm dừng tại đây. Những khách hàng có nhu cầu muốn sở hữu một trong hai pho tượng ông Phúc cùng đồng tử chúc phúc, liên hệ trực tiếp với Thầy Luân chúng tôi để chúng tôi gửi ảnh chi tiết và gửi hàng đi toàn quốc. Rồi xin tạm dừng ở đây và xin kính chào quý khách.